Thưa quý vị, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian qua, các địa phương trên cả nước luôn quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần hạn chế, ngăn chặn tai nạn cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Chương trình vừa có ghi nhận thực tế tại tỉnh Long An. Nhận thấy nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa có nguy cơ cháy nổ ngày càng cao, cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài, đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đó, chất lượng hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày càng đi vào chiều sâu. Theo đó, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị cơ sở và người dân đã có chuyển biến tích cực, từng bước phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Qua buổi diễn tập, giúp tôi có được kiến thức thoát nạn, sử dụng bình phòng cháy chữa cháy để sau này có những tình huống xảy ra biết xử lý kịp thời và tuyên truyền vận động những người thân học những gì tôi đã biết. Theo đánh giá, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng không được chủ quan, mất cảnh giác. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian tới, các đơn vị và người dân cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Trụ thì vừa qua, công an huyện Trụ đã tiến hành mở nhiều lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hộ gia đình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là cho cái đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trung học. Thì bên cạnh đó thì công an huyện Tân Trụ cũng đã tiến hành kiểm tra những cái cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, rồi các kiểm tra các chuyên ngành chuyên đề theo kế hoạch. Thì qua kiểm tra thì không có phát hiện cơ sở vi phạm đến mức phải xử lý vi phạm tránh. Thì thời gian tới công an huyện Tân Trụ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng là đoàn viên thanh niên rồi hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Hậu quả mà hỏa hoạn gây ra là rất lớn. Để phòng trừ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, mỗi tổ chức cá nhân và người dân hãy nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảnh giác, trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để cháy nổ không còn là hiểm họa cho toàn xã hội.